Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em làm các bài tập chính tả âm vần của tuần 7 và tuần 8 nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn bài tập đầu tiên của tuần 7. Yêu cầu là tìm những chữ bị bỏ trống có vần ương hoặc ương. Trên màn hình của cô là một đoạn văn đã mất đi 7 chữ. Bây giờ cô mời các bạn hãy quan sát và tìm cho cô những chữ có vần ươn hoặc ương ở trên 7 ô trống này nhé. Sau khi các bạn làm xong, cô mời các bạn quan sát lên màn hình kết quả của cô. Ô đầu tiên cô có từ lượn. Ô thứ hai cô có từ vườn. Ô thứ ba cô có từ hương. Ô thứ tư cô có từ dương. Ô thứ năm cô có từ tương. Ô kế tiếp cô có từ thường. Và ô cuối cùng cô có từ cường. Cô mời các bạn đối chiếu lại kết quả của mình. Và các bạn hãy nghe cô đọc lại một lần nữa nhé. Nhà Trung ở gần sân bay. Từ nhỏ Trung đã rất ngưỡng mộ các chú phi công. Em mơ ước lớn lên sẽ trở thành phi công để được bay lượn trên bầu trời, bay trên vườn tược, làng mạc, thành phố quê hương, vượt qua các đại dương mênh mông. Để chuẩn bị cho tương lai, Trung cố gắng học giỏi, tập thể dục thường xuyên cho cơ thể khỏe mạnh, cường tráng. Nào, bây giờ cô và các bạn qua bài tập kế tiếp. Tìm các từ chứa tiếng có vần ương hoặc ương có nghĩa như sau. Cố gắng tiến lên để đạt tới mức cao hơn, tốt đẹp hơn. Cô chúc mừng với bạn nào có kết quả giống cô, đó là từ vươn lên. Các bạn hãy tiếp tục tìm cho cô những tiếng có chữ vần ương hoặc ương có nghĩa như sau, tạo ra trong trí óc hình ảnh những cái không có ở trước mắt hay chưa từng có. Cô khen ngợi bạn nào có kết quả giống cô, đó là từ tưởng tượng. Cô và các em đã vừa kết thúc bài tập của tuần 7. Bây giờ cô mời các bạn qua bài tập đầu tiên của tuần 8. Với yêu cầu, em chọn những tiếng nào điền vào chỗ chấm, những tiếng bắt đầu bằng âm R, âm G hay âm G. Cô mời các bạn quan sát đoạn văn đánh dấu mạn thuyền. Các bạn hãy tìm những từ bắt đầu bằng âm R, âm G, âm G và những chỗ chấm này nhé. Các bạn lưu ý cô có từ dắt. Dắt là từ chỉ hoạt động làm cho vật nào đó mắc vào kẽ hở. Bây giờ cô mời các bạn quan sát kết quả của cô nhé. Cô mời các em quan sát trên màn hình kết quả của cô nhé. Bây giờ cô sẽ đọc lại cho các em nghe một lần nữa. Đánh dấu mạn thuyền. Xưa có người đi thuyền, kiếm dắt bên hông, chẳng may làm kiếm rơi xuống nước. Anh ta liền đánh dấu vào mạn thuyền chỗ kiếm rơi. Người trên thuyền thấy lạ bèn hỏi, bác làm gì lạ thế? Tôi đánh dấu chỗ kiếm rơi. Khi nào thuyền cập bến, cứ theo chỗ đánh dấu mà mò, thể nào cũng tìm thấy kiếm. Truyện cười dân gian. Các em thân mến, đây là một câu chuyện cười nói về một anh chàng ngốc làm đánh rơi kiếm dưới sông. Anh ta cứ tưởng chỉ cần đánh dấu mạn thuyền chỗ kiếm rơi là mò được kiếm, nhưng không hề biết rằng thuyền đi trên sông nên việc đánh dấu mạn thuyền chẳng có ý nghĩa gì cả. Tiếp tục, cô mời các bạn qua bài tập kế tiếp. Tìm các từ có tiếng mở đầu bằng âm R, âm G hoặc G có nghĩa như sau. Có giá thấp hơn mức bình thường. Người nổi tiếng. Đồ dùng để nằm ngủ thường là bằng gỗ, tre, có khung trên mặt trải chiếu hoặc đệm. Cô mời các bạn suy nghĩ. Kết quả của cô có giá thấp hơn mức bình thường, đó là từ rẻ. Người nổi tiếng, được gọi là danh nhân, dùng để nằm ngủ, thường làm bằng gỗ, tre, có khung trên mặt trải chiếu hoặc đệm, đó chính là giường. Cô chúc mừng bạn nào có kết quả trùng khớp với kết quả của cô nhé.
Các em thân mến, cô và các em vừa hoàn thành xong bài tập chính tả của tuần 7 và tuần 8. Các em về nhà hãy nhờ ba mẹ hoặc người thân đọc bài chính tả để các em chép vào vở nhé. Và lưu ý, khi chép xong thì các em nhớ soát lỗi và sửa lại lỗi sai, sau đó gửi bài cho thầy cô. Bài chép chính tả là bài nhớ viết gà trống và cáo, từ nghe lời cáo dụ thiệt hơn cho đến hết. Và bài trung thu độc lập, từ ngày mai cho đến vui tươi. Tiết học ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Cô chào các em. Thần chúc các em học thật tốt nhé.